Phật dạy, luật nhân quả chớ xem nhẹ, kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại điện ông cất câu độc. Khi bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời người, đại chúng dây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch với Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau? Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, có người 30 tuổi đã tự vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại lát mắt, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ thì cô đơn một mình, có kẻ đi tha hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang, có người thật thà vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con hiếu thuận kính giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa nay đây mai đó gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực, có người ở như tổ quạ hang hưu giống loài ly thú, cũng có hạng người ăn thịt sống uống máu tươi mặc áo da lông không biết văn tự, có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê, có người thông minh cao sáng, có kẻ lại dốt nát ngu si, có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại, có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí, có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai gốc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh, có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay, có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi, có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp, có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cúi xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dùng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn sai dạng diệt, người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý
là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tính kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùng thấp là do đời trước khinh mạng pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẵn tiếp ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay biết lật là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm mắt sâu thủng mang quạt môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tay là do đời trước hay dùi thủng tai xanh vật. Kẻ tàn hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông vào. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị chấn hốc là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độ là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa dấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay ham muốn hát là do đời trước làm nghề múa hát hả đào, phường chèo tái sanh. Người đã tham thời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dùng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có năm căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ, người ta chết đọa làm loại ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm do chính họ khi chết đọa làm loài chim công, chim sẻ. Người sẻ tiết kinh thư che giấu trí huệ, không chịu nói, khi chết đọa làm loài trùng mọt
ăn đất, ăn gỗ. Người hãy đeo cung tên súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sát sinh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài, lược thược, chết đọa làm con trùng đu dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người, hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim dẹt. Kẻ hay chế giễu người, đọa làm loài trăng, rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác, làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim cắt. Kẻ hay nói cho người ta bị ương họa, tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hưu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sinh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bận đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bần. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương, loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc tấm đức chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn, đánh môi son vào chùa, nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh, màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hành của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật, có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch với Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn Việt làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh, hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra, xây cất chùa chiền, ấn tống kinh kiến, lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế, cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng. Đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa, chỉ dòm ngó, xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm, chuyên chủ phá hoại mà thôi. Hoặc ăn của tăng, không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả, rau đậu, đánh cắp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết quản. Giặt nước sôi, lò than, núi đao, rừng kiếm, phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răng bảo cho các đệ tử của ta, đời mai sau, khi đến chùa, phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành Phật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế, quyết định được độ thoát, không nghi ngờ. Phật nói, đời nay
cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục, hàn băng, sao đọa làm loài tầm, bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành, đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục, hắc ám, trong núi Thiết Chi. Đời nay làm kẻ đồ tể, giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, quýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào ngục độc xà. Đời nay hãy thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hãy cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạch than. Đời nay hãy hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hãy uống rượu say sưa, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết quàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao gấm kiếm thụ. Đời nay là mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục quả xa. Đời nay nói lưỡi đôi chiều, làm cho người ta ẩu đả, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói dâm dục, nhục mạ người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh, cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng, khi lên đồng giả làm lời nói của quỷ thần để dối lừa người ta, lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng, nhắm mắt và nhìn xuống đất, dối người trên trời, lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào địa ngục cảm yêu. Đời nay làm bà đồng mà bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc các ngọa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng, bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu ngốc để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước, bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ mòi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý, chốn cất mộ mã, xem giá trạch, đoán các cung năm họ tiện lợi, an long vận mạch, trấn ác suy quạ để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điều tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rẻ gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết vào địa ngục chấm chích toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá pháp chùa lừa gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra, nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa vào địa ngục. Phật nói làm thân người rất hôi thối, nhớ bẩn, lòng đầy giận túc, khó gần bỏ, phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay song pha đi nắng đi rét,
tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm, không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng, ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trọng mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tính phạm phúc hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh, cường tráng, thích dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình mắt kẻ gian phi và ít ngủ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc nhỏ bé, ham dâm dục, ý chẳng kiên định, thấy sắc đẹp, sinh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người có mắt sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tính giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bọ cạp, rết, một gỗ được tái sanh. Người hay ngồi yên một mình, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách, ăn trộm, tham của, đầy lòng oán giận, không có tình, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói, kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sinh như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, khỉ, vượn, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới, bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si, chẳng hiểu đạo, không tu hành, chết đọa vào loại voi, lợn, trâu, dê, rận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc, câm ngọng, gù công, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ tấm, đống phân, hoặc làm loài lừa, chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người, phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mày, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền, lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục dục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn bị súm lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai, ăn đêm, sau khi chết, đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, luốc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chắp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chắp tay và năm hệ xuống đất, trí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con mắt lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay binh vợ, mắng cha, mắng mẹ, khi chết đọa vào trong địa ngục cảm thiện. Phật lại bảo A Nan tôi rằng, như trên ta đã nói rất nhiều,
các sự đau khổ đều do nghiệp thiện ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sinh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho bao chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là vợ không trinh lương, hai là vợ bên nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau sanh làm người, là phải bị hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tề ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường phải nghe tiếng ác, hay là có nói ra điều gì thì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là lời nói ra chẳng ai tin, hay là lời nói không được rành rõ. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là tham tài không chán, hay là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai quả báo, một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hay là thường bị người ta hãm hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường sanh vào nhà tà kiến, hay là tâm thường nịnh hót, không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết, nghiệp thập ác là như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bây giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các người hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sinh, chúng làm việc phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thế chủ, đứng ra xây cất chùa, tháp tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh, trăm dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp dương trung chánh, duy na luân chủ, đời sau sẽ được làm dương thần phủ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể, bốn đường khai thông. Đời nay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào khung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí mà từ tâm nuôi dưỡng sinh mạng, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người khác thức ăn uống, đời sau sinh nơi bếp trời, sức lực đầy đủ, thông minh, trí huệ, biện tài, thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loại súc sanh được mắc tội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bối báo. Cúng dường thầy tỳ kheo thì được giới dạng bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông, đại thừa, giảng, tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tầm mắt, được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật
thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc, người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cũng món ăn mà được phước báo vô lượng. Như thế, nếu hay thường cúng dường, thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay sách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghiêm, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lu, để thùng nước cho người ta qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trong mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn giúp chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng miệng đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu. Chư Phật Bồ Tát thường gia hộ là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng phú. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi ra đi vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng, các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả, huyện chúng sanh độc tuân tu hành được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này sang lòng phỉ báng, kẻ đó ngay ở đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch với Phật rằng, lại Đức Thế Tôn, kinh này nên gọi là gì và khuyến pháp thế nào, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng, kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành thọ trì như thế. Khi nghe kinh xong, trong chúng có 8 vạn người trời phát tâm A Nậu Đa La, Nam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam, 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình, vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Lời Phật dạy, khi khó khăn, hãy nhớ kỹ, hiểu rồi khổ mấy cũng qua. Khổ đau là bạn, hoạn nạn là thầy. Khổ đau là người bạn chân thực, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta, phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang theo đuổi có thực sự quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy. Nó đã dạy chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thực, còn đâu là chân giá trị của cuộc sống. Chỉ có ai trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận được hạnh phúc tột cùng. Khổ đau đến giống như những ngày mưa gió bão bùng để nhắc nhở chúng ta biết sống và trân quý những ngày nắng đẹp gió hiền. Tất nhiên không ai muốn mình bị đau khổ và luôn tìm mọi cách để tránh né chúng. Nhưng đôi lúc chúng ta cần có đau khổ để cảnh báo mình phải dừng lại, để đánh giá cuộc sống của mình. Những người đạt đến đỉnh cao hạnh phúc trong đời sống là những người biết hướng tâm nhiều về tâm linh và thường không quan tâm nhiều đến vật dục. Mỗi ngày chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh lớn bên trong nội tâm. Đó là cuộc đấu tranh giữa thể xác và tâm linh. Thể xác là nơi phát sinh những đam mê vật dục mà mình sinh ra đã có sẵn từ trong con người, hay mình đã tạo tác trong quá khứ. Đau khổ thường xảy ra khi vật dục không được đáp ứng thỏa đáng, và tâm linh thì cứ tiếp tục đòi hỏi thêm mãi, có nghĩa là thân và tâm không được hòa hợp bình an. Có một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật là xinh đẹp, bao quanh với mọi thứ lạc thú, không thể nào tưởng tượng được.
Một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: "Ngài có thể có mọi thứ ngài muốn, thức ăn khoái lạc, mọi thứ giải trí." Anh ta thật là sung sướng, và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà anh ta đã mơ ước khi ở trần gian. Nhưng có một ngày kia, anh đâm ra chán nản với tất cả mọi thứ, và cho gọi người hầu đến và nói: "Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?" Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: "Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn theo yêu cầu của ngài. Không có việc gì làm ở đây cho ngài cả." Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: "Thật là hay chưa? Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục." Người hầu đáp nhẹ nhàng: "Vậy ngài nghĩ ngài đang ở đâu đây?" Theo như câu chuyện cho thấy, nếu sống ở đời mà không có khổ đau thì đời người thật là trống vắng và buồn chán. Điều đáng nói ở đây là tại sao đau khổ lại cần thiết trong đời sống? Đau khổ sẽ mang lại lợi ích gì mà mình cần đến nó? Nếu chúng ta tư duy cho kỹ, sẽ thấy tại sao Phật lại nói về khổ đế, tức là sự thật về khổ, là một trong bốn sự thật, tức là tứ đế, trong bài giảng đầu tiên, Chuyển Pháp Luân. Tại sao Đức Phật không khởi đầu bằng đạo, có nghĩa là sự thật về đạo? Nhớ lại lịch sử khi Đức Phật còn là Thái tử, trong lúc dạo chơi ngoài thành, ngài đã trực tiếp nhìn thấy khổ đau. Ngài kinh ngạc phát hiện ra rằng những khổ đau này không chừa một ai cả. Như lời ông Sa Nặc đã trả lời: "Hễ làm con người tức là phải có bệnh, có lão già, có tử. Không ai có thể tránh khỏi." Ngài lại càng ngạc nhiên thêm khi thấy hầu như ai cũng mặc nhiên chấp nhận sự thật này và không thể làm một cái gì đó để tránh né. Khổ đau là đầu mối khiến Thái tử Siddhartha ưu tư không dứt và là một trong những nguyên nhân khiến ngài quyết tâm cầu đạo giải thoát. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trong một đoạn kinh văn có mô tả: sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài bèn lên đường trở lại núi tuyết để giáo hóa cho 5 anh em Kiều Trần Như, như ngài đã hứa trước khi xuống núi. Trên đường, ngài có gặp một hành giả du già khổ hạnh. Vị hành giả này thấy Phật tướng hảo nhưng lại quá sạch sẽ, gọn gàng, trông không giống một vị du già sư, bèn hỏi: "Ngài là ai? Tu hạnh gì? Sao trông nhẹ nhàng tự tại vậy?" Đức Phật trả lời: "Ta là Phật, là bậc giác ngộ đã thấu rõ mọi lẽ sinh diệt của tất cả các pháp trên thế gian, nên không còn luân hồi sinh tử nữa." Vị du già sư nghe xong, quay lưng bỏ đi. Ông vừa đi vừa lắc đầu không tin, và trong đôi mắt có vẻ thương hại Phật, vì ông nghĩ rằng Phật đã mất trí nên mới dám xưng tụng mình như vậy. Câu chuyện cho chúng ta thấy, nếu Phật chỉ nói về sự giác ngộ của ngài, thì có lẽ không ai có thể hiểu nổi được. Ngài nói cái gì? Cái mà chúng ta kinh nghiệm nhiều nhất đó là đau khổ. Và chính vì vậy, Đức Phật đã dạy chúng ta cách nhìn thấy sự thật về đau khổ để tìm con đường diệt khổ. Sự thật mà nói, dù chúng ta đã trải nghiệm nhiều về đau khổ, nhưng phần nhiều chúng ta chỉ biết sợ khổ và hầu như ít khi nào học được gì từ nhiều đau khổ. Bằng chứng là chúng ta luôn chạy theo vật dục để kiếm tìm hạnh phúc và cố tránh né càng nhiều càng tốt tất cả những gì mang lại khổ đau. Thậm chí mình phát tâm tu cũng là vì sợ khổ, thế mà oải oăm thay mình lại cứ đụng phải khổ đau hoài. Giống bảo đời người chẳng chừa bất cứ ai, nhưng nỗi đau biểu hiện trong đôi mắt hay trên làn môi có thấm vào đâu so với nỗi đau chúng ta giấu kín tận đáy lòng.
Trước nỗi đau tột cùng ấy, tâm chúng ta chợt bừng sáng, trí chúng ta thoát nhân đại ngộ, tìm được niềm an lạc tràn ngập trong tâm hồn. Mà trong kinh Đức Phật dạy, phiền não tức bồ đề. Con người sinh ra hiện hữu trên cuộc đời này có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau khổ khác nhau, nhưng chung quy không ngoài hai thứ. Thứ nhất, đau khổ về tinh thần. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động, như làm ăn thất bại, người khác ganh tị, quấy nhiễu, chồng ngoại tình, con bất hiếu, ăn chơi trác tán, nghiện xì ke, hút chích, hay nghĩ tới những hiện tượng thiên nhiên như bão lụt, động đất, sóng thần mà băn khoăn, làm cho tinh thần người ta bất an, lo lắng, sợ hãi ngày đêm. Thứ hai là đau khổ thân thể. Bị bệnh tật hành hạ dày dò, bị đánh đập hay bị tai nạn khiến cho thân thể đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên. Tất cả những nỗi khổ ở cõi ta bà này ai cũng nếm trải qua. Nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, không biết tu tập thì than thân trách phận. Có người tìm đến cái chết, có người tìm cách báo thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình. Nhưng chúng ta càng oán hận thì vết thương lòng càng sâu, nào có ích gì. Còn chúng ta biết tu học, có thực hành theo lời Đức Phật dạy, làm chất liệu trong cuộc sống, hiểu rõ nhân quả báo ứng, chỉ tự trách mình, nên biết chuyển hóa nỗi đau khổ thành giải thoát an lạc ngay trong cuộc sống. Điều mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài. Lúc này, chúng ta như đóa sen thơm ngát, vươn lên từ bùn lầy nước động, nở hoa, tô thắm giữa cuộc đời. Thực ra, khổ đau không phải lúc nào cũng là tiêu cực, đáng chán, đáng sợ. Ngược lại, có nhiều lúc chúng ta cần có đau khổ để thức tỉnh bản thân. Như vậy, đau khổ là một vị thầy nhắc nhở chúng ta phải biết hồi đầu hướng thiện. Cho nên, trong hai câu đầu của 10 điều tâm niệm, Phật dạy, câu thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Phật dạy rằng, khi mình thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ trực tiếp, chúng ta ngay lập tức buông bỏ, cũng giống như khi mình cầm lên cái chảo sắt đang nóng bỏng, sẽ khiến mình rút tay lại. Khi chúng ta cảm thấy cái đau khổ cùng cực, mình sẽ muốn được giải thoát khỏi chúng ngay. Vì mình học được từ tuệ giác nằm bên trong mỗi kinh nghiệm, đặc biệt là càng thống khổ thì tuệ giác càng sâu. Nhờ có chánh tri kiến, chúng ta thấy rằng ai cũng cần có khổ đau. Vì khổ đau là một liều thuốc đắng giúp trị lành những căn bệnh bất trị. Chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là một cái gì thật đặc biệt. Ai cũng đã từng trải nghiệm khổ đau, bất kể kẻ sang người hèn. Cứ mỗi lần kinh nghiệm với khổ đau, chúng ta lại thấy được nhiều điều giá trị. Và nếu chúng ta biết dừng lại, quán chiếu những kinh nghiệm đó, chúng ta sẽ tìm thấy tuệ giác ngay chính trong kinh nghiệm khổ đau đó. Do đó, khổ đau không còn là kẻ thù, mà có thể nói là một người bạn. Tuy khó tính, nhưng rất chân thực, mà ai cũng cần phải có để giúp mình tu tập chuyển hóa. Vì thế, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Nhờ đau khổ mà tâm của chúng ta rộng mở nhiều hơn, biết quan tâm, chia sẻ đến những mảnh đời bất hạnh và có cơ hội để chúng ta tu tập hạnh nhẫn nhục. Đau khổ là con đường mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có khác nhau giữa kẻ mê và người ngộ. Mê thì trầm luân sanh tử, ngộ thì thấy được niết bàn giải thoát, an lạc. Đau khổ chướng ngại và sai lầm thực sự rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể học hỏi từ chúng rất nhiều, và nếu không có chúng, sẽ không có thành công. Khi bạn khó khăn và cố gắng để tìm ra hướng giải quyết, thì ngay lúc ấy
bạn sẽ khám phá ra năng lực và sức mạnh bên trong của bạn. Vì vậy, chỉ khi nào trải qua đau khổ, bạn mới có thể trưởng thành thực sự. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng như chúng ta mong đợi, mà đó là một loạt những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Có khi bạn thành công, nhưng cũng lắm khi bạn thất bại. Có bao giờ bạn thầm cảm ơn những thất bại ấy, cho dù chúng đau đớn như thế nào đi nữa? Tôi tin chắc là có, vì chính những vấp ngã thất bại ấy đã giúp bạn trưởng thành được như ngày hôm nay. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành. Cầu dòng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Có một câu chuyện như thế này. Hôm trước khi con chuẩn bị tốt nghiệp đại học, người bố dắt con trai đến trước một bức tường và nói với con: "Giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua không?" Cậu con trai liếc vào bức tường và trả lời: "Không có vấn đề gì với một bức tường thấp như vậy." Kết quả là cậu con trai thực sự đã nhảy qua. Nhưng cậu không ngờ rằng bên kia bức tường lại còn có một cái mương sâu. Nên sau khi nhảy qua, cậu đã ngã xuống mương. Phải một lúc sau cậu mới chậm rãi đi ra. Cậu con trai giận dữ nói: "Bố ơi, sao bố lại nói dối con?" Người bố nhẹ nhàng nói: "Con ơi, bố không nói dối con, mà chỉ muốn nói với con rằng sau khi bước vào xã hội, tuổi trẻ năng động, con sẽ không tránh khỏi những lần vấp ngã như vậy. Và có vấp ngã đó con mới trưởng thành hơn." Người cha tiếp tục dắt cậu con trai đi dọc theo bức tường một đoạn thì dừng lại và nói với con: "Bây giờ con chạy đà 10 mét, con có dám nhảy qua lần nữa không?" Cậu con trai nói: "Không, con bị thương rồi, chân vẫn còn đau. Nếu nhảy, con sẽ lại rơi xuống mương." Người cha cười nói: "Lần trước thiếu thận trọng, lần này thiếu dũng khí. Trong cuộc sống, muốn thành công, không thể tránh khỏi vấp ngã. Và khi con không coi vấp ngã là thất bại nữa thì thành công mới thực sự đến với con." Đúng vậy, vấp ngã là quy luật cuộc sống mà hầu như ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua. Có người không bao giờ trưởng thành được, bởi lẽ họ luôn được sống trong sự che chở, bao bọc của gia đình, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, khi gặp thất bại, họ lại sợ hãi lùi bước bi quan. Họ đâu biết rằng bản thân mình không có ý chí đã tự nhận lấy sự thất bại đáng xấu hổ nhất. Ý chí dù hời hợt đã là không tốt, nhưng phó mặc cho số phận, cho cuộc đời, không chịu nỗ lực còn đáng phê phán hơn. Mỗi lần vấp ngã là một bài học. Vấp ngã dường như là điều quen thuộc trong cuộc sống của mỗi người. Ngay từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã phải vấp ngã rất nhiều lần, thậm chí chảy cả máu chân tay, thì mới có được những bước đi, bước chạy vững vàng hơn. Rồi đến khi đi học, đi làm, càng về sau, bạn càng có nhiều vấp ngã trong công việc, học tập, rồi cả những chuyện tình cảm cá nhân. Thực sự, ban đầu, có những cảm xúc vô cùng đau buồn, thất vọng và chán nản. Bạn có cảm giác như là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn mọi thứ và muốn chống đối với bạn. Khi sự kỳ vọng của bạn vào công việc đó, con người đó không được như ý muốn, lúc này thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu cho bạn. Sau quãng thời gian khó khăn ấy, về mặt cảm xúc, bạn cần phải vượt qua, bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nếu giờ có gặp phải vấp ngã ấy, chắc chắn bạn sẽ có cách giải quyết thông minh để không phải vấp ngã lần thứ hai trong cùng một vấn đề. Và cứ như vậy, sau mỗi lần vấp ngã, bạn lại đúc rút được cho mình một bài học kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Những bài học này vô cùng quý giá hơn nhiều những bài học lý thuyết. Nó giúp bạn hiểu được bản thân mình, hiểu được sự lựa chọn của mình là đúng hay sai,
để con đường tiếp theo của mình sẽ làm tốt hơn. Thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Nếu ai hỏi tôi về thành công là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng thành công là khi bạn trải qua nhiều vấp ngã. Thực tế đã chứng minh không có ai thành công mà không phải đi qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cả. Các doanh nhân càng thành đạt thì họ lại càng phải trải qua nhiều thất bại hơn người thường. Đơn giản dễ hiểu hơn là khi bạn thất bại nhiều lần, bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học cho mình. Bạn sửa sai trong những lần tiếp theo, và cứ như thế, những cái sai của bạn dần dần được sửa, dần được hoàn thiện sau nhiều lần vấp ngã, cho đến khi bạn làm đúng và chạm đến mục tiêu của mình. Vậy nên, cứ sai đi khi cuộc đời cho phép, và hãy học cách nhận ra bài học để sửa sai trong những chặng đường tiếp theo. Và cũng đừng buồn chán hay là gục ngã khi bạn thất bại. Hãy cảm ơn nó, hãy yêu thương, vì nó chính là thành công của bạn sau này. Biết ơn vấp ngã giúp bạn sống tích cực hơn. Khi đã hiểu được những giá trị mà những thất bại và vấp ngã mang lại cho mình, bạn sẽ thay đổi được thái độ đối mặt với chúng. Thay vì cứ mãi đau khổ, chúng ta nên tích cực nhìn nhận, tìm ra giải pháp mới, sửa chữa lỗi sai thất bại. Nguyên tắc đầu tiên khi bạn giải quyết một vấn đề đó chính là nhìn nhận chúng với một thái độ tích cực nhất có thể. Khi tâm trạng ổn định, bình tĩnh lại thì bạn mới có những giải pháp và cách làm đúng đắn nhất. Rèn luyện được cách sống tích cực và lạc quan như thế này sẽ giúp chất lượng cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần biết ơn những vấp ngã thất bại. Chính chúng giúp bạn có một cuộc sống lạc quan hơn. Thái độ tích cực tỏa ra từ lòng biết ơn thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho chúng ta. Nó giúp ta vượt qua những lúc tồi tệ nhất trong mỗi lần thất bại. Nó cũng giúp bạn học được nhiều điều bổ ích, giúp bạn trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại những vấp ngã khó khăn và thầm cảm ơn chúng vì đã giúp chúng ta có được như ngày hôm nay. Vấp ngã thất bại sẽ là người giáo viên tốt nhất dạy ta có những bài học cần thiết cho cuộc sống. Một khi bạn thực sự để tâm vào bài học sau mỗi lần vấp ngã này, bạn có thể học được rất nhiều điều quý giá từ chính trải nghiệm của mình. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Mọi nỗ lực của chúng ta và những vấp ngã ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một bài học, một kinh nghiệm quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Tuổi trẻ nếu không có những lần vấp ngã, sao có thể trưởng thành? Tuổi trẻ nếu không có những chông chênh thì cuộc sống sẽ mãi bình lặng, đâu còn ý nghĩa gì. Thế nên, ta luôn phải mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Đừng vì những khó khăn nhỏ nhoi mà dừng bước. Và đừng bao giờ để những ước mơ khát vọng trong bạn dục tắt. Tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Một mũi tên muốn lao đến đích trước khi về phía trước, thì nó phải kéo về phía sau lấy sức tiến lên. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những lúc ta vấp ngã, sai lầm, thất bại là lúc chuẩn bị tinh thần, động lực về phía trước. Trong mộng được bác sĩ cắt lá gan cứu chữa và chuyện cứu độ những con rệp. Liên tiếp mấy tháng, có một vị buôn cải họ Trương tên là Xuyên Giả, nhà ở đường Đại Trí, khu đông thành phố Đài Trung, thường đưa rất nhiều trái cây và rau xanh đến liên xã của Phật giáo ở Đài Trung để cúng dường. Số lần đem đến như thế rất nhiều, các vị liên hữu không cầm được mới đối mặt anh ta cảm ơn những ân đức cúng thí đó. Anh ta đáp lại rằng, tôi đến là để đáp tạ ơn Phật, đây là điều nguyện tôi đã phát trong khi bệnh. Do vì Phật A-di-đà trị lành bệnh của tôi, ân đức đó thật quá lớn.
Thế là Trương cư sĩ chậm rãi kể lại chuyện niệm Phật được cảm ứng của anh ta và chuyện bác sĩ cắt lá gan trị bệnh cho anh ta trong giấc mộng. Anh ta nói, 10 năm trước tôi làm thợ ở hãng giày. Có một cô kế toán của hãng cho tôi một quyển Phật học thiển thuyết. Nghĩa là thiển thuyết như giảng thuyết là nói lược. Tôi xem xong cảm thấy Phật pháp vô biên, cứu người giúp đời. Liền chạy đến thư cục Thụy Thành mua hai bộ sách Phật. Một bộ là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, một bộ nữa là An Sĩ Toàn Thư. Như được Phật chí bảo, đêm nào cũng đều xem đến khuya. Có thể nói là được pháp hỷ vô lượng. Lúc đó tôi mướn một căn nhà ở, giường ở trong nhà đầy giường và cột rẹp quá chừng. Mới đầu tôi bắt từng con đạp chết, nhưng càng đạp nó lại càng nhiều. Lúc đó đang xem đến một đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Trong phòng của đại sư cũng rất nhiều rẹp. Có một đệ tử thỉnh ý xin dọn sạch, đại sư không chịu. Người đệ tử này sau mấy tháng lại xin một lần nữa và hỏi đại sư về tình hình của rẹp. Đại sư Ấn Quang nói, hết thảy ra khỏi khổ hết rồi, bây giờ không có nữa. Tôi xem đến đoạn nhỏ này thì không còn bắt rẹp đạp chết nữa, mà bắt từng con ra hố phân thả. Nhưng sau khi đem rẹp đi thả thì có nhiều phiền toái. Không dám giết hại, không dám rải thuốc diệt trùng tiêu diệt thì nó lại lộng đến mức đúng chỗ nào cũng rẹp. Thật không biết phải làm thế nào. Đang trong tình hình không biết làm thế nào đó thì bỗng nhiên nghĩ đến bắt chước ngài Ấn Quang Pháp Sư. Thế là hướng vào các con rẹp nói rằng, này rẹp, nếu ta thành Phật sẽ độ các ngươi thoát khổ trước. Nhưng ta bây giờ là phàm phu, là người niệm A-di-đà Phật. Ta này dạy các ngươi cũng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Rẹp, ta niệm các ngươi cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cứ thế niệm mãi. Dạy cho rẹp niệm A-di-đà Phật như thế chưa quá 2 tuần. Kỳ tích khiến người khó mà tin được xuất hiện. Có một hôm dọn dẹp làm sạch sẽ phòng, dỡ chiếc chiếu lên. Nói ra cũng thật lạ, những con rẹp đếm không hết kia không biết nhảy đi đâu hết rồi, không thấy một con nào. Việc không thể nghĩ bàn như thế khiến tôi cũng không hiểu ra sao. Cư sĩ Trương Xuyên Giả lại nói, tôi trước kia mê rượu như mạng sống, mỗi ngày phải uống 2-3 bình rượu. 5 năm trước bị bệnh gan, đông tây y gì cũng đều đã trị qua nhưng không thấy chút hiệu quả nào. Nằm bệnh viện triền miên mấy tháng, lúc bệnh hết cách cứu chữa, trong lòng chỉ có cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Có mấy lần đã cận kề với cái chết, ngồi trên giường niệm Phật, lúc niệm không ra tiếng, liền dùng tâm niệm thầm. Kỳ tích thật không thể nghĩ bàn lại xuất hiện. Tối hôm đó, lúc nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một vị bác sĩ mặc đồ trắng, tay cầm một con dao bén, tay trái cầm một lá gan, dùng dao mổ banh dưới ngực bên phải của tôi ra, rồi lấy kéo cắt lá gan. Bác sĩ mỉm cười, cầm lá gan vừa hôi vừa nát rửa đưa cho tôi xem, rồi lại lấy lá gan mới của bác sĩ mang lại, đặt vào trong bụng của tôi, rồi đi. Vừa thức dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu rất nhiều. Tôi liền phát nguyện, nếu tôi được mạnh khỏe, nhất định phải báo đáp ơn Phật, làm nhiều việc cúng dường Bồ Tát. Nếu như có khả năng, sẽ xuất tiền ra đắp áo vàng cho Phật. Từ năm ngoái đến nay dần dần bình phục lúc nào không hay, mạnh khỏe lại như thường. Trương Xuyên Giả lại nói, Phật A-di-đà bảo hộ cho tôi có thể nói là rất tỉ mỉ. Lại có một lần tôi chạy xe đạp đến đường Thành Công, bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô lớn chạy lại như bay, xông xáo, ẩu tả đụng ngã xe tôi rồi cán qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong tích tắc tôi la to lên một tiếng A-di-đà Phật. Rồi không biết tôi nhảy đi thế nào xa hơn 1 trượng, an nhiên vô sự. Còn chiếc xe mô tô kia, cả người lẫn xe đều té ngã trên đất bị thương rất nặng, gãy xương, tét thịt, máu chảy đầy đất, rất là tội nghiệp. Người chân tâm niệm Phật, tự mình sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Xin khuyên các vị mau niệm Nam Mô A-di-đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.